Xin kính chào quý vị và các bạn. Em tiếp tục test một bản nhạc của ca sĩ Lệ Quyên để chúng ta cùng cảm nhận thêm về những cái âm thanh chất lượng của bản phối ghép này thể hiện. Các bác có nhu cầu mua sắm, tư vấn những thiết bị âm thanh, xin liên hệ với bà Hùng theo số điện thoại 0978 263 263 hoặc truy cập vào trang web bahungaudio.com để cập nhật liên tục những sản phẩm mới nhất và những sản phẩm mới về tại shop, và đặc biệt là hơn nữa là chúng ta cập nhật những cái giá của sản phẩm trực tiếp tại shop để anh em không bị nhầm lẫn với những cái sản phẩm mà những cái clip mà em đã quay trước kia, để tránh cái trường hợp như nhiều anh em thắc mắc rằng tại sao khi quay clip thì báo một giá khác mà khi gọi điện trực tiếp thì lại một giá khác. Em xin lưu ý thêm rằng các bác truy cập vào trang web bahungaudio.com hoặc gọi điện trực tiếp cho em để cập nhật những cái giá, những cái sản phẩm mới nhất. Các bác khi xem clip cũng nên lưu ý bấm vào chi tiết để xem ngày xuất bản, thời gian xuất bản để tránh nhầm lẫn, việc nhầm lẫn về giá cả ngày xưa và hiện tại. Vâng, xin mời các bác cùng thưởng thức. Bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi,
khi chốt gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm dần những giọt mưa buối cùng.